Chào mừng quý khán giả đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Người dân Hà Nội xếp hàng dài chờ làm thủ tục liên quan đất đai. Trung tâm kinh tế chính trị văn hóa của cả nước quyết chi 40 tỷ đô la Mỹ cho 14 tuyến đường sắt đô thị. Nhóm cựu lãnh đạo Hosea bị truy tố vì giúp sức Trịnh Văn Quyết. Nova Group muốn bán lượng cổ phiếu Novaland có giá trị khoảng 1 tỷ đồng để cơ cấu nợ. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Nguồn tin từ báo Lao động tại Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội chi nhánh quận Hà Đông, trước giờ đơn vị mở cửa làm việc, đã có hàng chục người dân xếp hàng chờ vào văn phòng bốc số, thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai. Ông Nguyễn Văn Tuấn ở Hà Đông, Hà Nội cho biết, ông được người quen thông báo tình trạng người dân đến Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Đông hiện nay rất nhiều, nên ông đã tranh thủ đến xếp hàng từ lúc 2 giờ sáng. Theo ông Tuấn, dù ông đã đi sớm, nhưng vẫn xếp sau gần 20 người. Tôi chỉ đến chỉnh thông tin về thửa đất của gia đình để thuận tiện cho việc tách thửa chia lại cho những người con thừa kế sau này, ông Tuấn nói thêm. Chị Nguyễn Thị Hương, Hà Đông, Hà Nội cho biết, chị đang tranh thủ thực hiện các thủ tục chuyển thừa kế đất để chị thuận tiện trong các quyết định có liên quan đến thửa đất này, chẳng hạn như thế chấp vay vốn hoặc mua bán. Do bận việc gia đình nên tôi tranh thủ đến xếp hàng lúc 5 giờ 30 sáng để chờ đến lúc 7 giờ 30 khi văn phòng bắt đầu làm việc buổi sáng, chị Hương cho biết thêm. Trao đổi với Lao động, ông Chu Đức Hiền, giám đốc văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội chi nhánh Hà Đông cho biết, từ sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, số lượng đăng ký hồ sơ có tăng lên, chuyên lĩnh vực giao dịch đảm bảo tăng hơn 200%. Lượng người dân đến đông nên gây ra tâm lý đám đông, dẫn đến nhiều người thường đến sớm. Theo ông Hiền, trước tình trạng nhiều người dân xếp hàng dài từ 5 đến 6 giờ sáng chờ làm thủ tục đăng ký đất đai, đơn vị đã đề xuất thực hiện tiếp nhận hồ sơ từ lúc 7 giờ 30 sáng, sớm hơn 30 phút so với trước đây, tăng thêm 3 đến 5 người thực hiện hồ sơ lĩnh vực đất đai tùy theo lượt người dân đến hàng ngày. Nếu tình hình có chiều hướng tiếp tục tăng cao, đơn vị sẽ tăng cán bộ lĩnh vực đất đai đến hướng dẫn người dân để việc tiếp nhận hồ sơ được tốt nhất, không để cho người dân phải đi đến lần hai gây phiền hà cho người dân, ông Hiền cho biết thêm. Theo quy hoạch thủ đô, Hà Nội sẽ đầu tư 14 tuyến đường sắt đô thị, trong đó ưu tiên hoàn thiện các tuyến đường sắt vành đai và ga đầu mối, các tuyến kết nối với thành phố phía Bắc, thành phố phía Tây. Việc tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng mạng lưới đường sắt đô thị được kỳ vọng thay đổi diện mạo đô thị và thói quen người dân. Chuyên gia đánh giá việc huy động vốn là khả thi nếu có lộ trình chi tiết và quy hoạch cụ thể. Theo quy hoạch thủ đô đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, giải pháp đồng bộ đã được Hà Nội chọn lựa nhằm giảm tải áp lực cho hạ tầng đô thị. Hà Nội định hướng phát triển các mô hình đô thị TOD theo mô hình đô thị 15 phút với mật độ tập trung dân số cao tại các khu vực đô thị mở rộng để tạo lập những không gian đô thị mới. Điều này được kỳ vọng sẽ giảm tải áp lực hạ tầng giao thông và cả dân số cho khu vực nội đô. Hệ thống đường sắt đô thị với 14 tuyến, phân chia đều khắp thành phố, tổng mức đầu tư khoảng 40 tỷ đô la Mỹ. Dự kiến khi mạng lưới đường sắt đô thị thành phố Hà Nội dần hoàn thiện sau năm 2030 sẽ tăng tỷ lệ người dân sử dụng phương tiện công cộng tới 35-45%, giảm phương tiện cá nhân tham gia giao thông xuống 30%. Số lượng dân cư tập trung tại các đô thị nén cũng sẽ góp phần giảm tải dân số cho vùng nội đô. Ngày 9 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án thao túng chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan cựu chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết. Viện Kiểm sát truy tố 50 người, trong đó ông Trịnh Văn Quyết bị truy tố về tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 4 cựu lãnh đạo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh bị truy tố gồm ông Trần Đắc Sinh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị; Lê Hải Trà, cựu tổng giám đốc, cựu ủy viên hội đồng quản trị, thành viên độc lập hội đồng niêm yết; Trầm Tuấn Vũ, nguyên phó tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng niêm yết; Lê Thị Tuyết Hằng, giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên hội đồng niêm yết. Cả 4 người trên cùng bị cáo buộc có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 3 cán bộ thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bị truy tố gồm Lê Công Điền, vụ trưởng vụ giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Dương Phan Thanh, tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Phạm Minh Trung, trưởng phòng đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Cả 3 người bị truy tố về tội công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Nova Group vừa đăng ký bán ra 74.820 cổ phiếu NVL của Novaland với mục đích cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ. Giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh và hoặc thỏa thuận trong khoảng thời gian từ 11 đến 19 tháng 4, 2024. Ước tính theo thị giá cổ phiếu NVL hiện tại
18.100 đồng một cổ phiếu, Nova Group có thể thu về khoảng 1,35 tỷ đồng từ giao dịch trên. Trước đó, vào ngày 1 tháng 4, Nova Group đã hoàn tất bán khớp lệnh 4,4 triệu cổ phiếu NVL cũng với mục đích tương tự. Sau giao dịch, tổ chức này còn nắm 358,25 triệu cổ phiếu NVL, tương ứng tỷ lệ sở hữu 18,371% vốn và vẫn là cổ đông lớn nhất tại Novaland. Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa thống nhất chủ trương đầu tư hai dự án khu đô thị ở khu vực Bắc Vân Phong thuộc huyện Vạn Ninh. Đó là dự án khu đô thị mới cao cấp Tu Bông có tổng diện tích hơn 2.581 ha thuộc 6 xã của huyện Vạn Ninh và dự án khu đô thị mới cao cấp Đầm Môn có tổng diện tích gần 1.442 ha thuộc xã Vạn Thành, huyện Vạn Ninh. Dự án khu đô thị mới cao cấp Tu Bông có tổng vốn đầu tư hơn 42.257 tỷ đồng, trong đó vốn góp từ liên danh Công ty trách nhiệm hữu hạn Mặt trời Hạ Long và Công ty cổ phần Mặt trời Vân Đồn 6.338 tỷ đồng và vốn huy động hơn 35.919 tỷ đồng. Dự án có thời hạn hoạt động 70 năm, tiến độ thực hiện từ quý 2/2024 đến quý 4/2034. Còn dự án khu đô thị mới cao cấp Đầm Môn có tổng vốn đầu tư là 25.543 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời và Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dân dụng Phú Quốc hơn 3.831 tỷ đồng và vốn huy động hơn 21.712 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm, tiến độ thực hiện từ quý 1/2024 đến quý 4/2034. Theo kết luận của Tỉnh ủy Khánh Hòa, việc triển khai hai dự án nói trên là cụ thể hóa chủ trương Nghị quyết số 09 NQ/TVK của Bộ Chính trị nhằm phát triển khu kinh tế Vân Phong trở thành động lực phát triển của tỉnh và khu vực Nam Trung Bộ, huyện Vạn Ninh trở thành khu đô thị du lịch biển cao cấp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương. Mới đây, tại hội nghị lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã thảo luận thống nhất về chủ trương đầu tư hai dự án nói trên. Đối với khu đô thị mới cao cấp Tu Bông, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang cho biết phần diện tích lấn biển hơn 1.000 ha trồng lấn vào vùng nước cảng biển, khu vực Vịnh Vân Phong, công bố ở thông tư 27/2020/TT-BGTVT. Do đó, cần có ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải về diện tích lấn biển này có chồng lấn vào vùng nước cảng biển theo điểm D khoảng 3 điều 190 Luật Đất đai năm 2024 hay không. Trong trường hợp có chồng lấn thì hoạt động lấn biển này chỉ được thực hiện khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư. Tương tự, dự án khu đô thị mới cao cấp Đầm Môn có khoảng 113 ha lấn biển thuộc khu vực cảng biển và vùng nước trước cảng của khu bến Bắc Vân Phong. Ngoài ra, dự án có diện tích rừng trồng khoảng 74 ha, trong đó diện tích rừng trồng thuộc quy hoạch rừng sản xuất là hơn 21 ha, còn lại rừng trồng ngoài quy hoạch 3 loại rừng. Về hai dự án nói trên, Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng có kết luận, trong đó lưu ý về nhiều nội dung như việc lấn biển, giải trình cụ thể, rõ hơn về căn cứ pháp lý, quy hoạch và thực trạng khu vực lấn biển, hình thức lựa chọn nhà đầu tư, đánh giá cụ thể hơn về hiệu quả đầu tư, tác động dự án đối với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, về giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách. Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt việc triển khai dự án với quyết tâm cao nhất, các thủ tục liên quan được xử lý nhanh nhất, tuyệt đối tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó phải chú trọng việc an dân, an sinh xã hội, phương án và công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, nghiêm túc, khoa học, đúng quy định. Ngày 8/4/2024, tập đoàn Bamboo Capital BCG San Jose công bố đơn từ nhiệm chức vụ tổng giám đốc của ông Nguyễn Thế Tài. Ông Nguyễn Tùng Lâm được bổ nhiệm làm tổng giám đốc mới của Bamboo Capital. Ông Nguyễn Thế Tài sẽ tiếp tục gắn bó với Bamboo Capital trên các cương vị khác tại tập đoàn này. Việc ông Nguyễn Tùng Lâm đảm nhận vị trí tổng giám đốc nằm trong lộ trình tăng cường trao quyền cho lãnh đạo trẻ mà Bamboo Capital đã hoạch định. Ông Nguyễn Tùng Lâm đã có thời gian dài gắn bó với Bamboo Capital. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ tổng giám đốc, ông Lâm đang đảm nhận vị trí thành viên hội đồng quản trị, kiêm phó tổng giám đốc điều hành tại tập đoàn Bamboo Capital. Tại BCG Land, công ty thành viên của Bamboo Capital, ông Nguyễn Tùng Lâm đang giữ chức vụ phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị. Ông cũng giữ vai trò phó chủ tịch hội đồng quản trị của tổng công ty bảo hiểm AAA, một thành viên khác của tập đoàn. Tại các vị trí đảm nhiệm, ông Nguyễn Tùng Lâm đã thể hiện dấu ấn với những thành quả nổi bật, nhất là trong công tác phát triển dự án và mở rộng mạng lưới hoạt động của các công ty. Theo thông tin do Bamboo Capital công bố,
Ông Lâm tốt nghiệp cử nhân ngành quản trị kinh doanh tại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội và hoàn thành bậc thạc sĩ tài chính tại Bentley University, Hoa Kỳ. Ông Lâm đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, từng giữ vị trí điều hành cấp cao tại các công ty cổ phần thương mại và ngân hàng. Ông Nguyễn Thế Tài, người vừa từ nhiệm vai trò tổng giám đốc Bamboo Capital, là thành viên sáng lập và là tổng giám đốc xuyên suốt của Bamboo Capital từ ngày đầu thành lập. Trong hơn 12 năm ở cương vị này, cùng với hội đồng quản trị, ông Nguyễn Thế Tài đóng góp tích cực trong công tác điều hành, đưa Bamboo Capital trở thành một trong những tập đoàn đa ngành nổi bật. Theo quan sát, tại các công ty con thực hiện các mảng hoạt động lõi quan trọng như BCG Energy hay BCG Land, hai lãnh đạo kỳ cựu là ông Phạm Minh Tuấn và ông Nguyễn Thanh Hùng vẫn đang trực tiếp điều hành với vai trò tổng giám đốc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.